các bạn có nhu cầu tìm hiểu mua hàng hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới các bạn nhé. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Sản phẩm mình gửi đến các bạn ngày hôm nay đó chính là mẫu quần sọt kaki nam co giãn nha các bạn. Và đặc biệt đây là sản phẩm hình thật luôn, nên các bạn có thể tham khảo nha. Một chiếc quần được thiết kế rất là trẻ trung năng động, và đường may rất là đẹp, màu sắc bắt mắt, rất là dễ mít đồ. Các bạn có thể tham khảo những mẫu quần sọt ở shop này nha. Với rất là nhiều màu, các bạn có thể lựa chọn một cái màu mình ưng ý nhất. Đặc biệt là với cái màu xám nhớt này nè các bạn, được rất là nhiều bạn lựa chọn luôn. Các bạn có thể tham khảo những cái màu khác như là rêu nè, đó, màu xanh đậu. Những cái màu này thì nhìn nó rất là tươi mới, nó khá là đẹp so với những cái mẫu quần sọt thông thường mà chúng ta hay gặp. Giới thiệu với các bạn, đây là một shop yêu thích trên Shopee nha, được đánh giá là 4.8 sao nha. Với 43.900 sản phẩm đã bán rồi, các bạn an tâm về cái số lượng sản phẩm bán ra như thế này thì chất lượng sản phẩm cũng đi kèm một phần các bạn nhé. Được giảm giá 43% nè, chỉ còn 69 cho đến 79 nghìn một chiếc quần như thế này thôi. Nếu các bạn ra shop mua một mẫu quần kaki như thế này chắc chắn giá sẽ cao hơn rất là nhiều. Xem qua một số đánh giá của khách hàng nha. Đánh giá 5 sao nè, dao đúng màu, vải dày, form đẹp, chuẩn size, có co giãn luôn. Đã nhận được hàng rồi nha, đúng mẫu mã đẹp, chất lượng ok, hàng chắc chắn. Đã mua lần thứ hai của shop, giá rẻ, mặc được, chất vải co giãn. Đó, ok, nhận được hàng rồi nha, đúng mẫu mã đẹp, chất lượng ok, hàng chắc chắn. Nói chung thì đối với dòng sản phẩm này mình đã sàng lọc qua khá nhiều shop và xem qua khá là nhiều sàn thương mại điện tử rồi, thì đây là một shop bán hàng uy tín nha các bạn, với giá cả hợp lý và mẫu mã sản phẩm rất đa dạng với rất là nhiều màu luôn nè các bạn, thấy không, những cái form màu rất là đẹp luôn, rất là mới nữa, những cái màu này nhìn rất là mới. Các bạn có thể tham khảo mua hàng ở shop này các bạn nhé. Video chia sẻ sản phẩm ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.